Hello tất cả bạn, hôm nay mình có mua cái Acer Acer 5. Mình sẽ open box. Nãy có người gọi mình, giờ mình gọi là người ta ha. Tại nãy mình ngủ. Hello, làm gì mang gì ghê vậy? Mang gì nữa vậy? Mình mới mua cái computer mới. Cái gì? Trời, tóc vào lề ra. Cái gì? Là sao? Mình nói mình đang quay, mình mới mua cái gọi là Acer. Hôm qua mình mua cái gọi là HP nhưng mà nó không có touch screen, nó đụng cái màn không được. Bởi vì chờ tí tắt vào lề xem nào, muốn nói cái gì. Mình đâu nói gì đâu, mình chỉ mở open box thôi, mình mới thức dậy. Sao mình mới thức dậy nãy nhức đầu gì đâu, muốn chết tới nơi. Không phải hôm qua em trẻ mà trẻ anh ở trên kênh của em là gì vậy? Yeah, đúng rồi. Nhưng mà nãy mình thức dậy xong rồi mình mới đi mua đồ. Sao lại như vậy? Tại sao lại làm tí với anh? Cái gì? Hả? Hỏi. Dạ, mình sao đang mở cái vậy? Open box của mình. Sao mà? Mình coi cái bao nhiêu người không tốt với em, mày sao em không chút lên đầu họ mà sao chút lên đầu anh vậy? Người nào không tốt với mình? Lên trên đó rồi nói tào lao bể bậy bạ cái gì mà nói tờ lư ở trên đó là sao? Nói bậy bạ là sao? Giờ mình chúc mình may mắn mở cái thùng mới nha, cái computer mới. Chờ tí để đương ở trên gần bà Lịa rồi, đương chạy lên bà Lịa chỗ bạn chơi, rồi chờ tí đương ghé vào chỗ nào để gọi lại cho. Chờ tí gọi lại cho. Không gọi cũng được, mình chỉ thức dậy rồi mình gọi lại người vậy thôi. Ngày mưa thì xài thôi, sao đâu. Đương đứng ở ngoài trời nắng chang chang nè. Đâu ngoài sao đâu, đen thùi lùi, đen nữa cũng đâu sao. Đúng là đen lắm, đen sang đó. Nhưng mà đâu sao đâu, nhiều người phụ nữ có chồng thích ông mà. Nói bậy đấy mà, tào lao gì vậy hả? Cái gì? Như không phải là loại người như em nghĩ rồi, biết nghĩ đâu nghe chưa? Bậy bạ gì vậy, tào lao gì vậy hả? Mà biết người là người thế nào, mình chưa bao giờ gặp mặt mà. Mình ở bên mà, ở nói bên đây. Linh tinh, nói linh tinh không à. Mình ở đây, người ở bên đó, làm sao mình biết người ra sao? Đúng là như vậy. Nhưng mà không phải là một con người rồi, tôi nghĩ không này, phải như là cái gì mình nghĩ, em hiểu không? Cái này quan trọng á các bạn ơi. Cái mà để microphone mình nếu mà nó không dính vô được á là đồ dởm á. Đồ gì đó. Acer nó. Vô. Yay, vô, con vô được rồi, vô được rồi. Con gái vô con trai. Cái này quan trọng, cái này gọi là con gái vô con trai vô con gái. Ở bên Mỹ nó gọi vậy đó nha, đừng nghĩ mình tạo ra nha. Nó gọi là male to male. Là vậy nha. Là đồng gọi là đồng giống á. Nó gọi là này nè. Ta-da! Thấy người không? Lý Tử Long tới kìa, Lý Tử Long mở nó. Các người ơi, coi Lý Tử Long nè. Coi Lý Tử Long nè, các người ơi. Một lần này nữa. Các một người. Lần này nữa thôi nghe chưa? Lần gì? Thế không rõ mệnh gì không đó. Đưa tàu lao cho nó không à.
gì tào lao, người ta mở computer của người ta mà tự nhiên tào lao làm sao vậy người? Anh không phải là loại người như em nghĩ đâu, biết chưa? À, mình mới quýnh cái Acer của mình. Mình mua cái Acer này là tại sao không các bạn? Tại cái HP mình mua nó không có đụng đụng màn được. Nè, để mình nói tại sao mà phải mua loại mà mình giới thiệu chứ không phải người ấy xài. Alright. Cái quan trọng là đứng trong nóng đẹp không chị? Mình thức dậy 7 giờ tối à các bạn ơi. Yeah, vô 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 rồi. Chai chai vô chai được rồi kìa. Nè người ơi, chai vô chai được rồi, chai vô chai. Alright, giờ mình mở nó lên nha. Chạy cẩn thận nha. Đọc tin nhắn chưa vậy? Không, mình không có thích đọc. Dạ, mỗi lần nó viết ra vậy còn có gia lòn. đình rồi nha, người ta có gia đình rồi nha, người ta có chồng có con rồi nha, không có nói bậy nói bạ trên đó đâu nha. Anh không liên quan đến mấy cái chuyện tào lao đó đâu nha. Ai mà biết Lần giờ rồi, mình nói ở lần nước này mình, người ở nước anh nhắc vậy người. là lần sau đừng có làm thế nữa nha. Làm gì thế nữa, Mấy người chuyện đó làm chuyện là gì không có người liên quan làm, tính ra đâu gì mắc tới mớ tao đến hả? mình đâu. Rồi cái máy của Ủa mình rồi vô rồi nha. em chơi với bạn bè em, anh có bao giờ anh nói như vậy không? Có bao giờ Nói anh làm như gì? thế không? Bạn nào? Em cũng có bạn bè mà, tại sao Bạn em nào? ở bên đó em cũng chơi có bạn bè mà, anh có bao giờ anh nói như vậy, anh làm ở trên đó với Nói trên kênh gì? nói gì với em ở trên kênh không, Nói anh có gì? làm như vậy không, Làm gì? sao em lại làm như thế? Làm thế là sao? Ủa chứ anh cũng bất ngờ luôn là khi mà anh vào anh xem video mà em nói những gì ở trên đó luôn á. Thì người làm thì người phải chấp nhận, tự nhiên giờ người Có chối người làm làm là sao? sao, bạn bè mà đâu có phải là chuyện người ta ở bên Hy Lạp mà, còn anh ở Việt Nam mà, bạn bè mà, tại sao lại em lại nói như vậy? Nói y vị là sao? Nói gì? Người muốn nói gì? Nói gì hả? Em vào em xem lại video những gì em làm mà em nói đi, em tự Thì suy nghĩ đi. người người làm thì người phải chấp nhận, tự nhiên người chối là sao? Mình không hiểu. Ủa mà chuyện gì mà chấp nhận là sao? Mình làm gì sai sao? Thì không sai thì nhận đi. Làm thì phải Sai chỗ sao? nào Cái vậy? gì vậy? Bạn bè mà khi mình like thì họ treo like cho mình, giờ đến lúc họ like thì mình treo trả lại cho họ thôi, mình làm gì sai sao? Đâu sai đâu. Thì cứ nghĩ vậy đi. Mà sao em lại nói như thế là sao? Rồi nói ở xíu nữa thì mình Phải rồi, xíu nữa mình về Việt Nam rồi bị treo. để ông bà tổ tiên là Là sao, em ông nói như bà vậy là tổ sao? tiên là cũng thương mình, bởi vì mà bây giờ mình an toàn không gì bển, hồi có người chém nữa. Để anh nói cho em nghe nè, mỗi người có một cái Có tư duy duyên, sống khác nhau. có người mỗi có người có cái Đã. duyên, người duyên với nợ Ok, ai nó không đồ phải ai giống này, ai, nhưng mà đồ người ở đâu Việt không Nam phải á, là đúng của là không mình. bằng ở bên đó. Nhưng mà Sao mỗi mình người cãi người ta có một cái lộn thể với tiệp cái khác ông nhau này em cái ơi. vậy? Người này mình cãi Em lộn với đừng người suy ta như nghĩ như cái vậy vậy. nữa. Trời ơi, ông này tự nhiên mình cãi lộn với ông, mình đang mở hộp đồ Cái mới lộn của gì? mình. Nói tầm bậy tầm bạ hôm qua ở trên đó. À, thôi để Mà... ổng nói nhiều quá mình cúp ổng cho rồi, không làm chuyện riêng của ổng. Để mình bấm cái đến đó đó. Dạ. Sùm. Người biết tùm lum nữa. Trời ơi, ai đọc làm chi. Alright. Yeah, cái máy mới của mình nè ha, Acer. Mình thích Acer tại vì nó đụng được. Nó đụng cái màn được. Còn cái mà cái này gọi là HP nó không đụng cái màn được. Cái mặt màn này mình mở bự ra. Ok, nãy mình ngủ sùm gọi mình. Giờ mình thức dậy rồi. Ok, giờ mình set up nha. Set up thì mình cũng y hình như vậy đó, mình đụng thôi nha. Nè, đó. Đó, thấy không dễ không? Khỏi cần quản lý con chuột. Mình đụng cái là đủ rồi, nó là Acer. Đó. Đó, giờ nó vô wifi thì mình chọn cái wifi của mình. Rồi cái mình enter mật mã.
tình mình gọi lại khi lúc mình ngủ, nhưng mà giờ mình thức dậy rồi gọi lại bị la nữa. Đời mình sao khổ dữ vậy. Má thích la mình, người đàn ông kia cũng la nữa, sùm. Các bạn chân nãy thấy rồi phải không? Không có người dịu ngọt gì hết nè, toàn là gặp người cày chớn không à, la hét tùm lum sùm, làm chuyện mà không chấp nhận nữa. Rồi nghĩ đó là không có gọi là không có gọi là thì coi không có lỗi lầm. Xí, lỗi là lỗi. Thí dụ giờ mình ha đi lên kênh người khác, mình cua người khác, mà mình đang cặp với một người khác, nó mình phải lỗi không? Phải lỗi, không cần chấp nhận lỗi nữa. Nhiều người quá đáng. Mình còn lớn tiếng nữa. Ghê không? Ghê không? Sau khi đó mình nó sẽ starting. What's up? What's Do you have anything to watch my office? Oh, it's right here. Can you turn that on? Right there. Just turn it on. Right there at the bottom. Can you just bring it upstairs? Yeah. Anyway, so giờ nó đang lên Acer ha. So mình sẽ là nó đang power up ha. Mình có mua cái này y hệt nhưng mà nó cái mail nó không nó ghim vô không được ha. Và nó không nhận vô wifi, dù nó đề wifi đây nè mà nó không nhận wifi. Và so giờ mình accept ha. Rồi giờ mình đề tên cho cái máy của mình ha. Stick. Yeah, it's over there, a whole box over there on the other side. Rồi khi mình nhảy vô đây ha. Đợi mình tí nha. Ok, sorry ha, mình phải giúp người nhà mình tí ha. Này phải mình để tên mình vào ha. Phải đợi một tiếng hồi nó reboot đó ha. Ok, giờ nó vô chỗ mừng Microsoft ha. Thì mình unlock nó được hay không á, thì mình tùy theo nếu mà mình muốn xài hay không về Microsoft. Nhưng mà mình sign in đi ha. Giờ mình create cái account nha, create one. Thấy nãy giờ mình đụng cái máy không? Cái đó là
Ok, cái này là tại vì mình sign in rồi. Giờ mình sign in. Khi mà nếu mà mình quên cái mật mã thì mình kêu nó reset ha. Đó là để cho nó đánh cái mật mã của mình vô trên điện thoại mình. Ok. 50 18 14. Ok. Thấy mình đụng không? Mình đụng cái máy không? Đó là cái đẹp của cái máy Acer Acer 5 ha. Nãy giờ mình đụng không à, để mình reboot là mình start cái computer của mình ha. Các bạn đã thấy trước mắt á, là mình chỉ đụng thôi ha. Backup này là Acer của mình ha. Ok, mình bấm vô cái mật mã nữa ha. Mình phải tạo cái mật mã. Phải bấm vô cái số điện thoại mình ha. Ok, giờ mình đồng ý phải không? Thì nó sẽ start cái computer. Cái này thì mình skip đi nha, mình cho nó qua, tại mình không có muốn quản lý cái computer, cái máy tính của mình ha. Rồi này use your phone from PC này để cho điện thoại mình nó quản lý cái này. Microsoft hỏi mình muốn đó không,
thì mình nói không, tại vì nó sẽ trả 110 đô, bởi vì mình nói không. Giờ hỏi game mình muốn không thì mình quản lý no. Ok, giờ nó sẽ updating và download ha. Nó sẽ download. Nó đang 10%, nó đang download ha, trong trong trình đề đài tài nó đang download thì cho nó download đi nhé. Nó đang download là ở đây là 20% là khi mà mình set up cái Acer này. Cái Acer này là cái Acer 5. Mình có cái trước khi đó mình có cái Acer 3. Acer 3 thì nó rẻ hơn 100 đô, nhưng mà Acer 5 nó mắc hơn 100. Actually no, bây giờ giá trị nó cũng giống nhau. Giờ mình cứ để cho nó download cái máy tính của mình nó 34%, tới 100% là xong chuyện ha, là mình xài máy tính mới được rồi nha. Ok, rồi tạm thời mình đang đợi nó 36% thì mình cứ thì nó sẽ cho mình nó sẽ cho mình biết chương trình đủ thứ nó có sẵn ở trong trong máy tính mới của mình ha. Cái này là cái máy tính gọi là Intel Core của CPU ha. Rồi cái processing này cũng nó không mạnh bằng HP nhưng mà nó cũng ok, nó là hình như 16 GB memory. Nó không mạnh bằng 32 GB memory của HP ha. HP nãy giờ mình đang quay nè ha. Cái hồi hôm qua mình mở ra trong đề tài khi mà mình vẽ tranh, nhưng mà cái Acer này là mình thích là tại vì mình đụng cái màn nó được, còn cái HP mình đụng không được, mình phải quản lý bằng con chuột. Okay. Khi mà mình đụng cái màn được nó dễ cho mình hơn, cái ngón tay của mình đụng dễ hơn, còn con chuột thì mình phải quản lý ở dưới đây mò 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 mò. Okay. Nó giờ nó cũng là 94% này ha. Khi mà nó làm sao mà cho máy tính nhanh xong nhanh thì rất là dễ ha. Mình coi cái số ở dưới đây giờ download là 100 nè, rồi initiate installing là không, nhưng mà nó sẽ install. Nó sẽ hỏi mình mấy cái game này mình có muốn chơi không thì mình nói không ha.
Khi nó install mấy cái game này, nó nói cái game nào sẽ ở trên đó, và nó sẽ có mấy cái app và cái folder cho mình ha. Và mấy cái này là trong cái máy tính mới của mình, nó đang install rồi, nó đang gắn vào. Ok, giờ nó đang nói là 24%. Mình cũng phải đợi với cái máy ha. Hôm nay hơi lạnh ha. Mình phải mang bao tay hay sao? Nhiều mình mới thức dậy ha, 7 giờ tối nhưng mà mình vẫn còn buồn ngủ hả? Ok, giờ nó có 26% ha các bạn ha. Chị lấy bao tay mình mang nha, trong lúc mình đang đợi cho nó xong chuyện của nó. Ok, 44% ha. Mình dẹp cái hộp nó qua bên trong lúc mà mình đang đợi chờ nó ha. Nên là mình phải đi dẹp con dao này.
Okay. Your update is in progress. We'll take it from here. Nó nói nó đang quản lý để cho đề tài mới nhất. Hồi nó sẽ vẫn quản lý tự nó ha. Rồi nó nói là trong vòng 77% à. Nó chưa xong nữa nha. Giờ 74% à. Okay. Trong lúc mình đợi mình uống cà phê, ai uống Coke không? Này, cái update này của cái máy Acer này cũng hơi lâu ha. Nãy giờ cũng là 31 phút rồi ha, 32 phút mà chưa xong ha. Khi mà mình mở cái đồ mới á là nó cũng takes around 31 phút ha. Cái máy HP này á, để mình coi trên điện thoại mình. Mà hôm qua mình quản lý cái máy HP được bao nhiêu phút ha. Hôm qua mình mở cái HP của mình á, nó chỉ có cần 33 phút thôi à, 33 phút. Còn cái Apple á, hôm qua mình mở á, là 20 phút nó xong ha. Còn cái gọi là HP hôm qua mình mở là 33 phút. Còn cái Acer này á, nãy giờ là 32 phút rồi mình chưa xong nữa ha. Cái này hình như nó hơi lâu hơn ha. Tại đề tài này chắc nhiều chi tiết hơn là cái HP. Nhưng mà cái Apple Air thì nó chỉ có 20 phút để mình up nó lên ha. Hình như mình up này lên rồi phải không? Ở trên cái kênh kia của mình. Để mình coi coi ha. Okay. Mình lên trên cái HP của mình. Ok, khi mà xong là nó update nè ha. Sorry nha, nãy giờ mình đang quay bằng cái Apple của mình. Còn cái HP của mình ở bên đây. Cái HP nè. HP nó bự hơn cái Apple. Apple này chỉ có 11 inch thôi. Còn cái HP này 13 và cái Acer này cũng là 13. Bây giờ mình đi vô coi đề tài của Apple. Mình bỏ cái open box nó ở đâu ha? Trong kênh nào? Mình vô YouTube. Trên cái ba hồn cái này nó không có ca kéo được không? Không phải cái ba rồi để mình coi ở trên cái hai là mình chưa up lên. Có thể mình chưa up lên à, mình chưa up lên cái Apple của mình ha, là mình của Digilon Sài Gòn. Sài Gòn mình chỉ up lên cái Hewlett Packard của mình thôi ha, là HP ha.
gọi là cái Apple Air mình chưa up ha. Chắc có thể mình up lên trên cái kênh 2 đi ha. Mình up nó lên. Nhưng mà thôi để mình bỏ nó lên trên Sài Gòn. Tại cái HB cũng ở trên Sài Gòn. Này lâu ha, lâu hơn cái HP, HP chỉ 33 phút. Cái Apple chỉ có 20 phút, mà cái này là lâu, mà cái mà lâu nhất là cái máy chơi game gọi là Cyber World á, cái đó là 2 tiếng đồng hồ, tôi mở con ốc ở đằng sau nó rất là lâu lắm. Alright, nó xong rồi ha các bạn. Ok, mình bấm mật mã mình vào. Không hai mười bốn mười sáu tám ha. Ok, mình vô được rồi nha. Cái này á, tổng cộng là 39 phút mà mình mới vô cái màn của cái gọi là Acer. Này nó kêu phải đợi mấy phút nữa mình tắt mình mới tắt được nhé. Mưa đâu mà có cơn mưa ha, rồi nói là lạnh lẽo lắm á, giống như Seattle. Cơn mưa mùa đông. 40 phút rồi ha, mà cái này nó vẫn chưa xong ha. Là mình biết rằng cái này nó lâu lắc hơn cái HP và cái Apple ha. Cái Apple là rất nhanh, chỉ có 20 phút là mình xong chuyện rồi. Kêu là phải gắn điện miết nha, mà đừng có tắt nha.
Giờ mình up lên cái open box cho cái Apple ha, Apple Air 2024. Okay. Mở mở máy tính mới, máy tính Apple Air. Mình up cái đó lên ha, là nói là cái máy tính này chỉ có 20 phút thôi. Ok, bây giờ mình đang up nè, là chỉ có 20 phút mà chỉ mở cái máy tính đó xong ha. Còn cái này thì mình mở là cũng là 41 phút rồi nha, 42 gần chưa xong. Ok, bây giờ đề tài mà mình mở cái máy máy HP của mình là 33 phút nè ha. Còn đề tài của cái máy tính của Apple á, chỉ có 20 phút thôi, nó đang up nhé. Giờ nó nói đừng có tắt máy ha. Cái Acer này nó hơi lâu lắm à. Mình có mua cái y hệt vậy luôn, nhưng mà nó hôm qua là tổng cộng mình có mua 3 cái phải không, cái Apple, cái HP và cái Acer. Mà cái dù nó mới cáo chỉ mình phải mở, mà khi mở ra dù nó đề ngay đây nè các bạn ơi, nó đề là nó có wifi, nó có wifi, nhưng mà cái đó y hệt cái này không có wifi. Và cái bên hông mà để mình gắn để mình nghe nhạc nè thì nó không có, gọi là cái ổ nó không phải cái chương trình này mà nó cái nhỏ hơn nữa. Trước hết đó là cái wifi nó không có, mình phải gắn cái cục wifi vô rồi. Đó là cái máy y hệt máy này luôn, mà tiệm bán y hệt luôn, mà nó hình như nó bị hư hỏng. Và dù nó đề ngay đây á, là Windows 11, nhưng mà cái đó nó mới y hệt như vậy, của là gọi là Acer 5 á, Aspire 5 là cái CPU của nó, gọi là Intel Core này nè nè, mà y hệt luôn, mà nó là Windows 10. Rồi mình phải gắn cái external, là cái riêng để cho wifi. Giống như thí dụ mình mua về mà nó có cái cam, mình cái cam nó không có hiệu quả. Ok, vậy là mình biết là cái máy nó bị hư phải không, dù nó chưa bao giờ mở lần nào hết, chưa bao giờ mở hộp đàng hoàng, mà nó cái chương trình nó là vậy đó. Ok, này thì mua cái Microsoft không thì mình nói không, này cũng không luôn. Rồi xong ha, xong chuyện ha, giờ mình vô đề tài được rồi ha, chỉ cần 44 phút là mình vô được rồi nhé. Ok, giờ mình vô hết rồi ha, thì giờ mình thử mình test nó một cái coi nó vô wifi của mình được không. Ok, giờ mình đụng dễ dễ thôi ha. Alright, giờ mình thử mình bấm vô YouTube ha. Ok, giờ mình bấm vô YouTube coi nó lên YouTube không ha. Thí dụ giờ mình đi kênh mình thử coi nha. Đó mình nè. Ok. Ok. Thì Cook Unity is a direct to chef marketplace. Choose from hundreds. Ok, nó vô được rồi, nó vừa vô là vừa quảng cáo luôn. Ok. Ok, trong vòng 45 phút mình đã quản lý được cái kênh này, cái computer máy tính mới cáo chỉ ha. Cái quan trọng là trước khi mình mua máy tính mình phải mở nó ra, coi những gì mà nó quảng cáo trên cái máy tính đó, nó có đúng không. Ok, wifi nó đề, hoặc wifi có wifi không,
Nãy giờ bạn thấy mình quản lý trên wifi và phải cần cái wifi nó đã có ở cái chip nó ở trong cái máy mother là máy máy mẹ ở trong ha. Rồi á, nữa á, là nó có như là nó nói là Windows 11, phải là Windows 11 không? Cái đó quan trọng ha. Giống như nó nói nè, cái này á, là gắn lên cái này là gắn lên cái màn lớn nè ha, là ở bên hông nó có cái đồ để gắn lên màn lớn nè, ha, rồi nó có microphone, rồi microphone nãy mình gắn thử nó gắn được nè ha. Rồi quan trọng nữa là mà nó phải là cái CPU nó như là vậy không, nó nhanh như vậy không, và những gì nó quảng cáo ở trên đây phải phải có, nếu không có là nó cái máy đó là gọi là máy đó bị hỏng các bạn, bị hỏng. Nhưng mà trên nước Mỹ mà máy mà bị hỏng mình trả lại được, mình đem về mình đưa nó đưa mình cái mới. Mà cái về Acer là mình đụng là nó nói nó quản lý được, khỏi cần quản lý bằng con chuột ha. Và cái điều thứ cuối cùng là cái này á, các bạn đã thấy không? Này nó đề là năm ha. Và nó đề nữa là cái quan trọng nữa là này nó nói nè, wifi ha. Rồi này ha. Rồi cái này ha, nó có microphone ha. Để mình quản lý là nó có cái để mình nghe ha. Rồi cái này là cho cái màn ảnh bự, mình gắn cái này vô, mình gắn lên cái máy của mình gắn cái này lên mình coi màn bự cũng được ha. Rồi nó có nói gì nữa không? Ok, là chương trình nó nói hết rồi nha. Cái này gọi là better image in LED light connections, là nó xài LED ha. Và nếu mà cái máy mình không tắt nên vẫn xài cái gọi là cái bóng LED ha, là nó không bao giờ cháy, không bao giờ phai, không bao giờ gọi là bị tắt, không có bị tắt. Ok, là chương trình này xong ha. Giờ mình phải coi quản lý phải là Windows 11 không. Nếu mà mình muốn biết nó Windows 11 hay không thì cũng vậy thôi ha. Mình đi vô gọi là system của mình ha. System, để mình coi cái system đâu rồi. Alright, là vô cái setting. Vô cái setting của mình á, mình coi cái system ha. Rồi mình coi nó nè, nó xài Windows gì ha. Dạ, này Microsoft Windows Update Today Display. Để mình coi Projecting System Component About. Alright, này mình coi About nhá. Thì nè, ha, này của mình ha, 13th generation, cái gọi là CPU processor của Intel ha, là nó đề ở dưới đây rồi ha, ha này nè ha, thì nó cũng y hệt như đề tài nó đề trên đây ha, là 13th generation, này là 8 GB RAM thôi à, là nó chỉ có 8, bởi vì đừng có để dành nhiều video hay là hình ảnh gì ha, 8 là rất là nhỏ, không phải 32 giống như nãy mình nói. Rồi operating system của nó là 64 ha. Bởi này hơi nhỏ với cái gọi là HP ha. Cái HP nó là nó bự, nó lớn hơn ha. Các bạn, cái HP này nó lớn hơn. Nó không phải là 8 mà nó là 32. Rồi mình sẽ coi như là OS system đi nha. Operating system của nó là gì ha? Touchscreen, gig, Intel, My Name, Work Demand, Edition, Windows Specification. Nè, đây nè ha. Ở đây nè, Windows 11. Cái đó quan trọng lắm các bạn. Tại vì qua Windows 11 là cái operating system là ở dưới đây nè. Là 10 là cũ rồi, năm rồi. Còn 11 là nó là cái máy mới, cái đồ.
để nó kéo đường dây wifi hay những chuyện gì mình làm nó sẽ nhanh 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 hơn. Vậy nó là mà cái của Microsoft nó mới ra. Ok, là 11. Ok, giờ tất cả đã hoàn thiện ha. Mình mua y hệt cái máy giống hôm qua luôn, mà mình phải trả lại tại vì nó không có wifi, nó không có cái sound system ở bên đây gì cái gắn vô ha. Nó và cái window của nó là window 10 chứ không phải là window 11. Phải coi lại nha các bạn, khi mà các bạn mở máy tính quản lý đàng hoàng nha, đừng có bị nó ảnh hưởng tới cái gì mà nó quảng cáo cho cái máy mà nó không đúng thì các bạn phải đem lại ha. So that is basically it. I have the right tools and previously it wasn't, but anyways this one is perfect because it has all the specs it's supposed to. Previously I bought the same one and it did not have the male microphone jack of the normal size 3.5. It has like 2.5. And then also secondly, when I got at home, I couldn't connect to Wi-Fi because it did not have the Wi-Fi chip. All right. And then thirdly, it was Windows 10 instead of Windows 11, which is the new one. And it is the same one, open box, and it is an Aspire 5. Okay. So I'll let you guys know that this open box works. And I'll see you next time. Cảm ơn tất cả các bạn ha, là chia sẻ đề tài máy tính ha. Sau khi đó mình sẽ quản lý máy tính mình với những gì chuyện gì mình làm giống như YouTube. Ok, see you next time. Gặp các bạn lần sau trên kênh mình. Bye bye.